Thì đầu tiên phải nói với các anh chị là cái định nghĩa biến chứng thần kinh do đái tháo đường thì chúng ta phải lưu ý đấy là chúng ta chẩn đoán loại trừ, tức là chúng ta thấy ở một cái bệnh nhân đái tháo đường mà có các dấu hiệu hoặc là các biến chứng, các cái triệu chứng của bệnh lý thần kinh, nhưng mà chúng ta bắt buộc phải loại trừ tất cả các nguyên nhân khác, bởi vì nó rất là hay đi kèm với lại các bệnh nhân đái tháo đường, và chỉ khi đã loại trừ hết rồi thì lúc đó chúng ta mới được đặt bút chẩn đoán đấy là cái biến chứng thần kinh do đái tháo đường. Nhấn mạnh anh chị là do đái tháo đường. Vậy thì cái biến chứng thần kinh ngoại vi do đái tháo đường này nó có phổ biến hay không? Thì thưa các anh chị là tùy từng các cái nghiên cứu. Ở trên này chúng ta thấy trong một số các nghiên cứu người ta đề cập, ví dụ trong 7 cái nghiên cứu thì thấp nhất là một cái nghiên cứu ở Tây Ban Nha thì thấy có khoảng 10% người bị bệnh, nhưng mà một cái nghiên cứu ở vùng Trung Đông thì lại có thể đến hơn 50% số người bệnh đái tháo đường có thể bị biến chứng thần kinh ngoại vi do đái tháo đường. Và các cái biến chứng này nó có thể các mức độ khác nhau, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chất lượng cuộc sống, và đặc biệt là chúng ta thấy nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề kinh phí, cái chi phí điều trị. Ví dụ ở đây người ta chia làm 4 nhóm mà liên quan biến chứng thần kinh ngoại vi đái tháo đường, người ta chia làm 4 nhóm cái mức độ triệu chứng là không đau, đau nhẹ, đau vừa hoặc đau nhiều, mà người ta xem cái chi phí điều trị. Nếu ta thấy từ mức không đau cho đến đau nhiều thì cái chi phí điều trị cái biến chứng thần kinh này nó chỉ tăng gấp đôi thôi. Nhưng nếu anh chị nhìn thấy đây là một cái thông số, một cái con số mà nó cho thấy là nó ảnh hưởng rất nhiều chất lượng cuộc sống và khả năng lao động, và chúng ta thấy nếu như đau nhẹ thì bệnh nhân vẫn có thể là lao động được, thì cũng đã mất một năm là vào khoảng độ mất 5.000 euro, nhưng mà nếu người ta đau nhiều thì gần như là bệnh nhân không còn có khả năng làm việc hoặc sinh hoạt, thì cái chi phí mà bị do mất, tóm lại là mất cái thu nhập do khả năng lao động nó cao lên rất nhiều, và nó có thể gấp đến 4 hoặc 5 lần so với lại cái chi phí y tế. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ phải lưu ý. Vậy thì cơ chế bệnh sinh thần kinh do đái tháo đường như thế nào? Thì thưa anh chị, chúng ta tạm chia ra làm hai nhóm biến chứng. Đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy là cái nhóm đầu tiên đấy là do tăng đường huyết, nó sẽ chuyển hóa theo các cái con đường bất thường, vì nó nhiều quá nó sẽ không chuyển hóa theo các con đường bình thường được. Ví dụ nó sẽ theo các con đường polio và nó sẽ tạo ra các sản phẩm đường hóa cao cấp, thì như các bạn đều biết là khi đường cao quá nó sẽ gắn với lại protein, nó gọi là advanced glucose end product, tức là sản phẩm gọi là chuyển hóa cao cấp cuối cùng, và nó sẽ gây ra tổn thương ở các dây thần kinh cũng như tổn thương các mạch máu. Bên cạnh đó chúng ta sẽ thấy có một cái yếu tố nữa, đấy là các yếu tố viêm mà nó cũng sẽ gia tăng lên và góp phần dẫn đến bệnh lý thần kinh. Và chúng ta cũng đều biết là các cái yếu tố nguy cơ ở các bệnh nhân đái tháo đường yếu tố thần kinh, người ta đã đề cập đó là có tăng huyết áp, có thể có rối loạn lipid máu, và đặc biệt là hút thuốc lá và tình trạng đề kháng insulin ở các bệnh nhân đái tháo đường type 2. Và tất nhiên các anh chị, nếu các bạn để ý thì Việt Nam chúng ta có một cái yếu tố nguy cơ cực kỳ phổ biến nữa, đấy chính là uống rượu. Thì đấy là chúng ta sẽ thấy các cái cơ chế chung. Thế đi sâu hơn nữa thì chúng ta mới xem xét là người ta nói là cái biến chứng thần kinh đái đường có thể do hai cái gọi là về thay đổi về bản chất. Đầu tiên là tổn thương về mạch máu, và hai là tổn thương chết các cái sợi trục thần kinh. Thế ở đây chúng ta sẽ thấy là đây là một cái dây thần kinh mà nó có cái phần vỏ bao quanh đây, và nó được nuôi dưỡng bởi các cái tiểu động mạch, và đây có thể là cái tiểu tĩnh mạch. Thì ở các bệnh nhân đái tháo đường, người ta thấy các đầu dây thần kinh tự động nó được điều hòa cái hoạt động của cái hệ mao mạch mà nó nuôi dây thần kinh này, nó bị tổn thương, ví dụ như là mất cái điều hòa giãn mạch, hoặc là nó có thể bị chết, tắc, và dẫn đến là có thể dẫn đến là thiếu oxy, và dẫn đến là tổn thương chết các cái dây thần kinh này. Đây là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy là trên hình ảnh vi thể chúng ta thấy có thể có các cái tổn thương. Ví dụ đầu tiên đây chúng ta là thấy là cái gì? Là có thể tổn thương các cái mạch máu mà nuôi các dây thần kinh, ví dụ như là có thể tắc, hoặc là có thể là chảy máu. Hoặc đây là chúng ta thấy có thể tăng sinh các cái nội mạc, và sau đó là có thể cũng gây tắc nghẽn các cái mao mạch mà nuôi các dây thần kinh. Và hậu quả thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái gì? Nó chúng ta dẫn đến là cái tổn thương tại dây thần kinh, người ta sẽ nhìn rõ hơn. Đây là bên cạnh đường huyết, thì đây người ta một cái cơ chế mô tả cho cả bệnh nhân đái đường type 1 và đái đường type 2, và cái màu xanh này là cái đặc trưng của đái đường type 1, cái màu nâu này thì đây là đặc trưng của đái tháo đường type 2, còn cái màu hồng là cho cả hai. Thì chúng ta thấy là bệnh nhân đái đường type 1 đây là do thiếu insulin, còn bệnh nhân đái đường type 2 đây là kháng insulin, và dẫn đến là nó thiếu các cái tín hiệu để hoạt hóa thông qua cái thụ thể của insulin ở trên màng tế bào, và dẫn đến một loạt các thay đổi chuyển hóa. Bên cạnh đó chúng ta thấy hậu quả của cả đái đường type 1 và đái đường type 2 thì đều là có tăng đường huyết, và qua một loạt các cái phản ứng thì nó đều dẫn đến đây là cái hậu quả là tăng các cái stress oxy hóa, và dẫn đến là có thể tổn thương tim nạp thể, có thể tổn thương hệ võng nội mô, tổn thương các cái mạch máu nuôi các dây thần kinh. Và đây là chúng ta có thể nhìn thấy một cái dây thần kinh bình thường, còn đây là một cái dây thần kinh nó bị mất sợi trục, và chúng ta đến mất trên 50%, và đặc biệt là các tổn thương thần kinh này người ta gọi là một cái tổn thương mà không
hồi phục, tức là đã chết rồi thì không bao giờ hồi phục được cả. Nó là một cái tổn thương vĩnh viễn. Cho nên là chúng ta thấy là nếu một khi các bệnh nhân đái tháo đường mà đã có tổn thương dây thần kinh hoặc có biến chứng thần kinh, chúng ta chỉ mong là làm chậm cái tiến triển của nó, hoặc là nếu điều trị cực kỳ tốt chúng ta có thể ngăn chặn nó không nặng lên. Chứ còn nếu bảo đảo ngược được các cái tổn thương là cực kỳ khó. Và cái điều này các bạn cũng thấy nó giống như các biến chứng khác của đái tháo đường, ví dụ biến chứng mắt hoặc là biến chứng mạch máu lớn. Chỉ trừ cái biến chứng thận thì chúng ta thấy với những cái điều trị bây giờ chúng ta có thể đảo ngược được tổn thương, chứ còn tổn thương thần kinh là cái tổn thương mà không đảo ngược được. Nhìn vào đây thì người ta thấy là người ta gọi bệnh lý thần kinh đái tháo đường có một cái đặc điểm gọi là bệnh thần kinh sợi trục chết dần. Chết dần tức là cứ thằng xa thì sẽ bị chết trước. Bởi vì tại sao? Bởi vì với một cái dây thần kinh mà càng dài ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái gì? Là các cái đầu xa nó sẽ bị tổn thương đầu tiên. Bởi vì tại sao? Bởi vì là các cái mạch máu ở xa nó sẽ bị tổn thương và sẽ bị thiếu máu, và nó sẽ bao giờ cũng thế là sẽ ở bàn chân hoặc là bàn tay là sẽ bị nặng nề nhất, và sau đó nó có thể lan dần lên trên. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy đây là rất hiếm khi là cái tổn thương thần kinh nó bị nó vượt quá cái đầu gối, mà chúng ta thấy cái triệu chứng thần kinh ngoại biên đái đường thường là có cái đặc trưng người ta gọi là đi bốt, tức là giống như đi bốt vào phòng mổ vậy. Cái hậu quả chúng ta sẽ thấy, nhìn đây là một dây thần kinh, đây là người bình thường thì cái tia nạp thể nó hoạt động rất là tốt, nó cung cấp oxy và cho các dây thần kinh nó hoạt động bình thường. Còn đây thì các cái tia nạp thể nó bị tổn thương, chúng ta thấy cái phần trên thì nó vẫn có thể là tương đối bình thường, nhưng cái phần dưới nó hoàn toàn là bị tổn thương, đã bị chết, và dẫn đến là gây ra các cái triệu chứng biến chứng thần kinh, và càng xa thì nó càng bị giống như một cái con sông nếu mà bị thiếu nước. Và đây là đối với thần kinh là thiếu máu thì ở hạ lưu, ở cái vùng xa, cái đầu nguồn thì bao giờ sẽ bị tổn thương nặng nề hơn. Và một cái điều nữa các anh chị nhìn thấy đây là cái gì, một cái đặc trưng là bao giờ chúng ta cũng thấy nó có tính chất đối xứng. Chứ nếu chúng ta thấy là có tổn thương một bên thì chúng ta phải cảnh giác, có thể đó không phải là biến chứng thần kinh do đái đường, mà có thể do thoát vị đĩa đệm, hay là thoái hóa cột sống, hay là có chèn ép gì đó, chúng ta sẽ phải xem. Vậy thì bây giờ chúng ta mới xem xét là cách thức chẩn đoán biến chứng thần kinh ngoại vi do đái tháo đường thế nào. Thì thưa các anh chị, là nhắc lại là cái chẩn đoán biến chứng thần kinh đái đường là cái chẩn đoán loại trừ sau khi chúng ta đã loại trừ tất cả nguyên nhân khác. Thì cái chẩn đoán ở đây một lần nữa nhắc lại, tức là chẩn đoán biến chứng thần kinh đái đường là chẩn đoán loại trừ, bởi vì là ở bệnh nhân đái tháo đường nó có thể rất nhiều các cái bệnh lý thần kinh khác có thể đi kèm. Nhưng một cái điều mà chúng ta thấy chúng ta phải lưu ý là nếu như biến chứng thần kinh do đái đường là biến chứng mà chúng ta thấy là không thể điều trị đảo ngược được, rất là khó khăn, thì rất nhiều các biến chứng thần kinh khác nó có thể đi kèm là chúng ta có thể đảo ngược hoặc có thể điều trị được. Và đó là một cái tin tốt để chúng ta lưu ý, là chúng ta phải tầm soát để nếu có thì chúng ta sẽ điều trị và nó có thể sẽ đạt được cái hiệu quả tốt. Bây giờ muốn hiểu được các cái biến chứng thần kinh chúng ta sẽ phải, vậy thì cái dây thần kinh nó sẽ gồm có những cái gì? Chúng ta sẽ thấy nó có một phần, đây là cái bao, người ta gọi chia ra sợi lớn sợi nhỏ là theo cái kích thước. Sợi lớn chúng ta sẽ thấy cái bao myelin của nó khá là dày, còn các sợi nhỏ bao myelin nó có thể mỏng hoặc là không có bao myelin. Và đặc biệt là nếu như là tổn thương cái hệ thần kinh tự động, chúng ta cũng thấy hầu như là nó có thể là bao myelin mỏng hoặc là không myelin. Và cái vì ngày nay chúng ta không đề cập đến cái biến chứng thần kinh tự động, chúng ta chỉ tập trung vào biến chứng thần kinh ngoại vi, thì nó bao gồm là có thể tổn thương ở thần kinh vận động và có thể tổn thương thần kinh cảm giác. Thì đây chúng ta sẽ thấy sợi lớn nó sẽ kiểm soát các cái cơ trơn và một phần cảm giác sờ, rung và vị trí. Còn cái sợi nhỏ thì nó cảm nhận hầu như là về cảm giác mà chúng ta vẫn đang khám thông thường, tức là đau, lạnh hoặc là nóng. Và đây là một cái mà để khi mà chúng ta chẩn đoán ở trên lâm sàng, chúng ta làm các cái test để và tí nữa tôi sẽ có đề cập, chúng ta có thể đoán được nó là tổn thương thần kinh sợi lớn hay là thần kinh sợi nhỏ. Ở đây thì lưu ý với các bạn một chút là cái bao myelin ở đây đối với thần kinh sợi lớn này thì nó khá là dày, còn đối với sợi nhỏ thì nó rất là mỏng. Và tí nữa chúng ta trong các cái thuốc điều trị có liên quan đến một cái hợp chất của vitamin B12 thì nó có liên quan đến cái vấn đề là bảo vệ hoặc là hình thành vỏ myelin này, và đó chính là cái cơ chế mà chúng ta sẽ thấy là nó liên quan đến cái cơ chế và tác dụng của metincobalamin trong điều trị biến chứng thần kinh ngoại vi ở các bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng trên cái vấn đề là bảo vệ và tạo ra cái bao myelin cho các thần kinh sợi lớn. Bây giờ về triệu chứng, với cái chức năng như thế thì chúng ta thấy rõ ràng triệu chứng nó sẽ phụ thuộc vào dây thần kinh bị tổn thương. Nếu sợi vận động thì chúng ta sẽ thấy yếu cơ, nếu sợi cảm giác mà sợi lớn thì bệnh nhân sẽ mất cái cảm giác thăng bằng, đúng không ạ? Còn sợi nhỏ thì cảm giác đau, nóng, lạnh thì sẽ bị mất. Còn đối với sợi thần kinh tự động thì chúng ta đã biết rồi, có thể tổn thương ở trên hệ tiêu hóa, bàng quang, hệ tim mạch. Nhưng mà lưu ý đặc biệt là 50% bệnh nhân mà có biến chứng thần kinh đái đường có thể không có triệu chứng gì cả, không có triệu chứng. Và như vậy chúng ta đừng có chờ đến khi có triệu chứng chúng ta mới chẩn đoán.
Thế thì đây chúng ta mới xem xét là các dấu hiệu triệu chứng bệnh đa dây thần kinh ngọn chi đối xứng, tức là cái triệu chứng mà ở xa đấy. Thì chúng ta thấy là dây thần kinh sợi lớn thì lúc ấy chúng ta có đề cập rồi là nó có cái chức năng là cân bằng áp lực, tức là khi chúng ta đứng như thế nào đấy chẳng hạn, thì đó là cái vai trò của dây thần kinh sợi lớn. Còn dây thần kinh sợi nhỏ thì chủ yếu là cảm giác đau, nóng, lạnh, đúng không? Và như vậy thì về triệu chứng thì chúng ta thấy là có thể liên quan đến cái thăng bằng kém, tức là bệnh nhân rất là dễ ngã. Và đây là một trong các cái lý do mà chúng ta thấy các cái bệnh nhân đái tháo đường rất dễ ngã, bởi khi có tổn thương thần kinh sợi lớn nó mất cái cảm giác thăng bằng. Còn đối với thần kinh sợi nhỏ chủ yếu là cảm giác đau, đau có thể bỏng rát như điện giật, như kim đâm. Và như vậy thì muốn chẩn đoán chúng ta sẽ thấy là cái gì? Đây là cái thần kinh sợi lớn liên quan đến cái vận động nhiều hơn, thì chúng ta sẽ khám phản xạ gân gót có thể giảm hoặc mất, cảm giác rung có thể mất, và chúng ta thể khám bằng monofilament có thể mất, và cái cảm giác bản thể ở trong người khi chúng ta đứng chúng ta cảm giác vững chãi hay không nó cũng có thể là sẽ bị giảm hoặc là mất. Còn đối với thần kinh sợi nhỏ chúng ta thấy chủ yếu là rối loạn về cảm giác, không phân biệt được nóng, lạnh hoặc là đau, hoặc là cảm giác đây người ta gọi là pin prick, tức là chúng ta thấy các bạn học nước ngoài các bạn thấy trong cái bộ đồ khám của bác sĩ rất hay có những cái kim mà chúng ta gọi là có cái kim có cái đinh, đinh một phân ấy, mà ngày xưa chúng ta thấy là những cái người mà đi hút mộc ngày xưa hay có cái đinh đó để chúng ta đóng vào, nó rất là nhỏ như que tăm thôi, người ta rất hay sử dụng cái đinh đó để khám, thì cũng thấy cảm giác là bị giảm hoặc là bị mất. Thế thì một cái điều triệu chứng mà chúng ta quan tâm rất là nhiều trên lâm sàng đấy là bệnh nhân bị đau. Thì thưa các bạn, cái cảm giác đau nhiều, ví dụ như đốt, châm, bắn hay là ngứa, nó có khoảng độ 1/3 số bệnh nhân có bị nhiễm thần kinh ngoại biên, và chiếm ở khoảng độ 20% tổng số bệnh nhân đái tháo đường. Thì cái đau này chủ yếu là do nguyên nhân thần kinh, thì có thể do cơ chế ngoại vi và có thể do cơ chế trung ương. Thì trong cơ chế ngoại vi có rất là nhiều cái cơ chế, mà một trong những cơ chế đó đó là thay đổi cái dòng natri hoặc là canxi đi vào trong tế bào. Thì tí nữa chúng ta sẽ lưu ý đây là một trong cơ chế mà liên quan đến cái cơ chế tác dụng của các cái thuốc mà chúng ta đang dùng hiện tại, ví dụ như là gabapentin hoặc pregabalin, thì nó liên quan đến cái này, bởi nó sẽ phóng thích ra các cái chất trung gian hóa học và gây ra các cái đau, và nó cũng có thể liên quan đến làm thay đổi các cái tín hiệu của các cái peptide thần kinh, rồi thì có thể thay đổi liên quan đến tổn thương về sợi trục, rồi thì có thể liên quan đến dòng gluco hoặc là có thể là tổn thương sợi trục. Thế còn đối với cơ chế trung ương, chủ yếu chúng ta sẽ thấy là cái gì? Là nó mất cái cảm giác ở hệ thần kinh trung ương, hoặc là có thể giảm cái con đường vận chuyển tín hiệu đi ra ngoài ngoại vi. Thế bây giờ để chẩn đoán bệnh lý thần kinh do đái tháo đường, thì đây là cái phần chẩn đoán bệnh lý thần kinh tự chủ chúng ta không đề cập, vì chúng ta chỉ tập trung vào biến chứng thần kinh ngoại vi. Thế thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải loại trừ tất cả các cái bệnh lý thần kinh khác có đi kèm hay không. Ví dụ có thể do thuốc này, có thể do uống rượu, có thể do hút thuốc lá, hoặc có thể do thiếu vitamin B12. Thì thưa các bạn, là các bệnh nhân đái tháo đường type 2 chúng ta đều biết là metformin là cái thuốc được chỉ định đầu tay để điều trị cho các bệnh nhân đái tháo đường. Nhưng nếu mà dùng metformin thì có một cái tác dụng phụ, đấy là bị thiếu vitamin B12. Và thường là chúng ta hay để ý là thiếu vitamin B12 thì dẫn đến là thiếu máu hồng cầu to. Nhưng mà các nghiên cứu cho thấy khoảng độ 30% các bệnh nhân đái đường mà sử dụng metformin thì có thiếu vitamin B12, và bệnh lý thiếu vitamin B12 cũng là một yếu tố mà có phần gây ra biến chứng thần kinh, và đó là một lý do thêm nữa về cái việc là chúng ta có chỉ định sử dụng vitamin B12 cho các bệnh nhân đái tháo đường mà có biến chứng thần kinh. Các nguyên nhân khác thì có thể ví dụ như là chúng ta thấy có thể là bệnh là thần kinh, hoặc bệnh lý di truyền, hoặc là có thể do tổn thương mạch. Thế thì cái cách thức khám thì bao giờ chúng ta cũng đánh giá bằng cái ngưỡng rung, sử dụng bằng âm thoa, sử dụng các cái kim châm, rồi thì cảm giác là áp lực, và chúng ta chủ yếu là sử dụng monofilament. Và luôn luôn nhắc các bạn là khi chúng ta chẩn đoán biến chứng hoặc thăm khám cái biến chứng thần kinh đái tháo đường, bao giờ chúng ta cũng phải đồng thời khám cái biến chứng mạch máu, bởi vì trong thực tế chúng ta sẽ thấy rất nhiều bệnh nhân có triệu chứng đau, nhưng mà khi khám kỹ chúng ta sẽ thấy chính là đau cách hồi hoặc là đau do cái triệu chứng của thiếu máu, chứ không phải là triệu chứng của thần kinh trung ương. Thế thì bây giờ chẩn đoán rất là phức tạp, nhưng mà cách thức khám thì rất là đơn giản. Đối với chúng ta, đầu tiên chúng ta sẽ hỏi bệnh nhân chạm vào xem có thấy cảm nhận được hay không, có thấy tê hay không. Đấy. Hoặc là chúng ta hỏi bệnh nhân xem có đau hay không. Chúng ta lưu ý rất nhiều bệnh nhân ở đây một cái hình vui cartoon thôi, tức là bắn vào chân mà không biết, không thấy đau gì cả. Bác sĩ thì sợ hãi nhưng mà bệnh nhân thì vẫn bình thường. Bởi vì tại sao người ta không thấy đau? Và các bạn đang đi khoa nội tiết thì các bạn thấy chúng tôi đang có một cái bệnh nhân ở giường 63 đấy, bệnh nhân cân Cao Bằng, tức là một cái bệnh nhân mà sau đó là vào ở nhà thì thấy có nhiễm trùng bàn chân, có sưng đau lên, thì ông chồng mới kiểm tra thì thấy ở trong giày của bệnh nhân có mấy cái đinh ở trong đấy ấy. Đấy, mà đi hoàn toàn không thấy cái gì cả. Thì chúng ta cứ nghĩ là nó chỉ trong gọi là chuyện vui cartoon thôi, nhưng mà trong thực tế chúng ta sẽ thấy tức là hoàn toàn không đau. Đấy là những cái biểu hiện chúng ta sẽ phải lưu ý. Và cách thức mà chúng ta bắt buộc phải làm
đấy là chúng ta phải bảo bệnh nhân tháo giày ra và chúng ta sẽ phải xem. Thế thì nói vui một chút với các bạn là hình tượng ở đây là cái gì, là chúng ta thấy cái ông bác sĩ ở đây là thấp hơn bệnh nhân. Người ta cứ nói là bác sĩ Đại học Y Hà Nội là điểm 29 điểm trên bao giờ cũng rất là hoành tráng, không bao giờ nhìn xuống bệnh nhân cả. Thế nên là chúng ta rất ít để ý cái giày, cái tất của bệnh nhân. Nhưng thực tế chúng ta khám, chúng ta bắt buộc là phải tháo giày và lưu ý là phải tháo cả hai bên và chúng ta sẽ phải khám. Bên cạnh đó chúng ta mới hỏi các triệu chứng, khám bàn chân rồi xem có bỏng rát, có kim chân, có đau hay không, và vẫn luôn lưu ý là có thể bệnh nhân không có triệu chứng gì cả. Thế thì bây giờ chúng ta mới thăm khám, cụ thể chúng ta làm cái gì? Nhìn vào cái bàn chân, đầu tiên là khám bàn chân, chúng ta phải xem là cấu trúc, xem bàn chân có dị tật gì hay không. Vì thưa các bạn là nếu bệnh nhân mà cái bàn chân người ta bị lệch trục, người ta bị biến dạng bàn chân mà người ta đi giày thì rất dễ sẽ bị loét, đúng không ạ? Kiểm tra xem là cái bàn chân nóng hay là lạnh, có tổn thương da hay không, có vết loét hay không. Và tôi vừa nói rồi là bắt buộc là phải kiểm tra hệ thống mạch của bệnh nhân. Sau đó chúng ta sẽ làm các cái test thần kinh, thì xem là có cái cảm giác với monofilament có hay không, cảm giác rung, rồi thì phản xạ gân xó, gân góp, rồi chúng ta chạm lại hoặc là dùng các cái đinh, hoặc là xem cảm giác ấm hoặc là lạnh. Và bệnh lý thần kinh gây đau thì chúng ta cũng lưu ý là chúng ta có thể chẩn đoán nó sẽ khó hơn, có thể không có triệu chứng, và trong một số trường hợp chúng ta sẽ phải sinh thiết ra. Thế thưa các bạn là chúng ta thấy là cái chẩn đoán trong cái biến chứng thần kinh này, nếu như các bạn học thì bạn sẽ thấy còn có một cái công cụ, đấy là điện cơ. Nhưng mà thực tế người ta nói là chúng ta sẽ không dùng điện cơ, chỉ dùng điện cơ khi mà chúng ta không thể phân biệt được, tức là cũng có bệnh lý thần kinh mà chúng ta không thể loại trừ được các nguyên nhân khác, mà chúng ta mới cần với điện cơ để chẩn đoán. Còn thông thường chúng ta chỉ cần chẩn đoán dựa vào lâm sàng là đủ. Tuy nhiên thì trong một số các hội nghị thì chúng tôi thấy người ta rất là quan tâm đến vấn đề chẩn đoán xác định, và muốn chẩn đoán xác định được thì các bạn nhớ lại cái hình ảnh lúc ấy chúng ta sinh thiết, là chúng ta sẽ phải thấy là mất tổn thương thần kinh sợi trục, tổn thương mạch máu. Thế người ta sẽ tìm, có thể là trước đây ở bệnh viện Bạch Mai ở khoa nội tiết chúng tôi cách đây 20 năm, chúng tôi hoàn toàn có thể là sinh thiết ra, hoặc là bây giờ người ta có thể đánh giá thông qua cái tổn thương thần kinh ở võng mạc thì người ta cũng có thể thấy là có cái mối tương quan với lại tổn thương ở thần kinh ở ngoại vi. Hoặc trong một số trường hợp cao cấp hơn, một số các nghiên cứu trong các hội nghị đái đường châu hoặc Mỹ chúng tôi có được dự, thì người ta có thể đánh giá thông qua cái cộng hưởng từ để xem thay đổi ở trên thần kinh trung ương cũng có thể liên quan đến cái tổn thương thần kinh ngoại vi ở các bệnh nhân đái tháo đường. Thế thì đây là một số cái hình ảnh thăm khám biến chứng bàn chân. Chúng ta có thể thấy cái gì? Chúng ta khám, chúng ta sẽ phải xem rất là kỹ, đặc biệt là cái kẽ ngón chân. Và nhìn đây chúng ta có thể thấy cái gì? Gần như bàn chân của bệnh nhân bị lệch trục rồi. Đó, bàn chân của bệnh nhân lệch trục. Tất nhiên là bệnh nhân này có thể là tự nhiên, đúng không ạ? Không biết ở đây có bạn nào đọc cái tác phẩm mới nhất của Nguyễn Nhật Ánh là Con chim xanh biếc bay về không ạ? Thì trong đấy có một cái dị tật, tức là hai cái cậu bé mà bị trao nhầm lúc sinh và sau đó nhận biết ra đấy là một cái dị tật, là cái bàn chân này. Đấy, một cái chuyện rất là hay của đôi sinh viên mà mới ra trường. Tôi nghĩ các bạn chuẩn bị ra trường thì các bạn cũng lên đọc cái chuyện rất là hay. Đấy. Thế cái thứ hai là chúng ta có thể cái gì? Đây chúng ta làm sử dụng bằng âm thoa. Chúng ta có thể khám bằng monofilament và vẫn nhấn mạnh với các bạn là phải khám mạch máu. Khám mạch máu thì không chỉ chúng ta bắt mạch, mà đây là một cái mà chúng ta làm cái xương Doppler xung đấy. Chúng ta có cái máy đo huyết áp, chúng ta quấn vào đây, sau đó chúng ta sẽ nhả dần ra, và đây là cái đầu dò để xem là có tín hiệu mạch đi qua được hay chưa. Thì đây chúng ta có thể đánh giá, nó cũng gần giống như là cái test ABI vậy, nhưng mà nó tương đối là nhạy hơn để chúng ta có thể đánh giá được cái tổn thương mạch máu của các bệnh nhân. Thế thì chúng ta thấy là khám như thế thì đôi khi chúng ta khá là phiền toái, mà ngay cả monofilament chúng ta cũng không thấy. Thế thì các bạn có thể tham khảo một cái test của trường đại học Ipswich ở Anh. Thì chúng ta thấy cái gì? Hoàn toàn người ta dùng cái ngón tay để người ta có thể thăm khám, chạm vào. Và người ta thấy là mỗi bên có 3 điểm, tức là ngón út, ngón giữa và ngón cái, cả hai bên như nhau. Thế người ta thấy là nếu như là chúng ta chạm vào tay vào, mà tất nhiên là bệnh nhân phải nhắm mắt hoặc là nói chuyện hoặc bệnh nhân quay đi chỗ khác, mà nếu có một trong 6 điểm này mà bệnh nhân không nhận biết được thì coi như là chúng ta thấy được chẩn đoán là có biến chứng thần kinh ngoại vi. Và nếu so sánh với cái test monofilament thì người ta thấy cái test rất là đơn giản, chúng ta dùng tay thôi chứ không cần phải dùng gì đặc biệt, có độ nhạy khoảng độ 78% và độ đặc hiệu là khoảng độ 94% so với test monofilament. Và cái test đây là test 10 gram nhé, tức là cái monofilament nó phải tương đối lớn và nặng. Thế thì đây chúng ta có thể nhìn thấy tổn thương thần kinh vận động, nó có thể bị biến dạng bàn chân. Và cái này điển hình mà các bạn thấy thỉnh thoảng chúng tôi ra ban, chúng tôi có thể nhìn cái vết loét, chúng tôi có thể nói được ngay đây là bệnh nhân bị biến chứng thần kinh. Bởi vì tại sao chúng ta có thể chẩn đoán được biến chứng thần kinh? Bởi vì đây là cái dấu hiệu chứng tỏ là bệnh nhân có thay đổi về áp lực. Tức là một cái chỗ mà nó không, nếu cái chân bình thường người ta cảm nhận một chỗ này tì đè nhiều quá, người ta sẽ tự động có thể thay đổi
cái vị trí để tránh nó dồn ép lên một chỗ. Nhưng mà đây là do bệnh nhân có thể là đi vào cái giày dép nó có cái dị vật gì đó, hoặc là người ta đứng lâu một chỗ quá mà người ta không nhận biết thay đổi được, dẫn đến nó tạo thành cái chai chân. Và cái điều rất nguy hiểm các bạn thấy là cái gì, là từ chỗ chai chân này nó có thể là bị vỡ ra, bởi vì là chai chân thì nó không có mạch máu mà nó sẽ bị vỡ ra và nó có thể gây ra cái lỗ thủng và sau đó có thể nhiễm trùng, đặc biệt là khi bệnh nhân người ta bị cái đường huyết mà đang rất là cao thì cái chức năng của bổ thể bạch cầu giảm thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ rất là lớn là sẽ bị nhiễm trùng bàn chân. Thế thì đó là cái cách thức mà chúng ta chẩn đoán và biến chứng thần kinh đái tháo đường. Và vẫn nhấn mạnh với các bạn là chúng ta muốn chẩn đoán khi đặt bút xuống chúng ta phải loại trừ tất cả các cái biến chứng, các cái bệnh lý thần kinh do nguyên nhân khác, và chúng ta phải loại trừ nguyên nhân mạch máu. Bây giờ vậy thì chúng ta sẽ phải điều trị như thế nào? Thế câu hỏi các bạn là nhiều người nói là ôi nó chỉ tê bì thôi chứ nó có đời đâu gây ra ngừng tim, gây ra rối loạn tai biến máu não đâu mà chúng ta, hoặc suy thận chết người được đâu. Thì thưa các bạn, cái điều đó là không đúng. Thế ta thấy là các cái biến chứng bệnh lý thần kinh, đặc biệt là biến chứng thần kinh tự động, có thể gây loét chân, cắt cụt chi, gây giảm chất lượng cuộc sống thông qua cái rối loạn cương dương, có thể đột tử, rối loạn nhịp tim và rất nhiều cái biến chứng khác, và nó làm tăng tử vong cho các bệnh nhân đái tháo đường. Cái điều này thể hiện rất là rõ trong nghiên cứu ACCOR. ACCOR thì các bạn cùng nhớ là một cái nghiên cứu mà sau UKPDS, tức là khi UKPDS thì thấy là chúng ta điều trị tích cực thì làm giảm được cái tỷ lệ biến chứng và giảm được biến cố mạch máu, cũng như là cái biến chứng mạch máu nhỏ. Thì trong nghiên cứu ACCOR này người ta mới chia làm hai nhánh điều trị tích cực với mục tiêu HbA1c dưới 6,5% và một cái nhánh điều trị thông thường. Thì kết quả là cái nhánh điều trị tích cực ấy thì chết nhiều hơn, mặc dù được điều trị tích cực, và nguyên nhân người ta thấy là cái gì? Đấy là do bệnh nhân bị hạ đường huyết nhiều. Thế thì trong cái biến chứng, trong cái nghiên cứu ACCOR này người ta mới thấy cái biến chứng thần kinh là được coi là một yếu tố dự báo độc lập mạnh với tỷ lệ tử vong ở cái nhóm bệnh nhân điều trị tích cực, tức là tử vong. Đấy, cụ thể người ta thấy là nguy cơ tử vong tim mạch sẽ cao nhất, là tăng gấp sấp xỉ 3 lần ở trong cái nhóm bệnh nhân có bệnh lý thần kinh tự động và bệnh lý thần kinh ngoại vi. Một cái điều nữa mà chúng ta cũng sẽ phải lưu ý là nó, cái mà quan trọng nhất là chúng ta thấy là biến chứng thần kinh ngoại vi nó gây ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, vì cái triệu chứng chủ yếu của nó là tê bì và nóng rát và đau. Thì thường ban ngày người ta làm việc hoặc người ta sinh hoạt, người ta có nhiều thứ người ta phải để ý, người ta sẽ ít cái cảm nhận cái cảm giác rối loạn cảm giác tê bì đấy. Nhưng mà về đêm, chúng tôi gọi đêm khuya thanh vắng mà nằm một mình, thì lúc đó bắt đầu các triệu chứng nó mới trội lên mà nó sẽ gây ra mất ngủ và rất là khó chịu, ảnh hưởng đến cuộc sống. Vì vậy cái điều trị biến chứng thần kinh là cái điều trị bắt buộc. Vậy thì cách thức điều trị như thế nào? Chúng ta thấy là chúng ta phải điều trị theo cơ chế bệnh sinh, mà cơ chế bệnh sinh các bạn lúc đấy nhớ rồi, cái cơ bản chủ yếu của nó là cái gì ạ? Đấy là tăng đường huyết và kèm theo các yếu tố nguy cơ, ví dụ tăng huyết áp, tăng rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, uống rượu, và chúng ta sẽ phải điều trị triệu chứng. Thế thì chúng ta mới xem xét các cái hướng dẫn của các hiệp hội lớn trên thế giới. Thì đây là hướng dẫn của Hội đái đường Hoa Kỳ, người ta nhấn mạnh là cái tiến triển của bệnh lý thần kinh ngoại vi do đái tháo đường có thể được làm chậm lại bằng cách là chúng ta kiểm soát tốt đường huyết ở các bệnh nhân đái đường tiếp 2. Và bên cạnh đó người ta cũng nói là chúng ta cần phải có chiến lược, tức là có điều trị để làm giảm cái cảm giác đau và cải thiện cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và có rất là nhiều từ các cái bằng chứng, từ các cái nghiên cứu quan sát cho rằng là chúng ta không nên kiểm soát đường huyết nó quá thất thường. Cái này các bạn lưu ý là nếu chúng ta kiểm soát đường huyết tốt nhưng mà để đường huyết càng dao động, tức là lúc lên lúc xuống, thì cái triệu chứng nó lại càng tăng nặng lên. Cho nên chúng tôi vẫn nói là thà chúng ta cứ để hơi cao hoặc cao còn hơn là chúng ta đưa cái đường huyết xuống thấp nhưng mà nó dao động. Vì như thế thì có lẽ là các nghiên cứu cho thấy là cái đường huyết dao động càng nhiều thì các sắt oxy hóa càng nhiều và các cái triệu chứng nó sẽ càng tăng lên. Và cái bước cuối cùng chúng ta mới thấy cái gì? Đấy là dùng thuốc. Thế còn đây là cái khuyến cáo của Hội Nội tiết hoặc là Hội Nội tiết Lâm sàng Hoa Kỳ, người ta cũng nhấn mạnh cái vai trò quan trọng nhất là chúng ta phải kiểm soát đường huyết. Sau đó thì mới dẫn đến là có thể là các cái dùng thuốc và sau đó là các cái biện pháp khác, can thiệp khác, ví dụ như là điều trị rối loạn lipid máu hoặc là làm giảm cái stress oxy hóa ở các bệnh nhân này. Thế thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là tất cả các khuyến cáo của các hiệp hội lớn đều nhấn mạnh là kiểm soát đường huyết được coi là chìa khóa nền tảng, đúng không ạ? Kiểm soát chặt nhưng mà tránh cái dao động đường huyết quá mức. Thì đây là một cái kết quả của cái nghiên cứu DCCT. DCCT thì các bạn hiểu biết rồi, là cái nghiên cứu mà thực hiện trên các bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 mới được phát hiện. Sau đó người ta chia làm hai nhánh điều trị tích cực và điều trị thường quy. Thì đây người ta mới xem xét là cái ảnh hưởng của cái kiểm soát đường huyết trên biến chứng thần kinh ở trên cái hình A phía trên này, tức là phòng ngừa tiêm pháp, tức là phòng ngừa những người mà chưa có biến chứng thần kinh. Còn cái hình B này là những người đã có biến chứng thần kinh rồi. Thế ở đây người ta đo
cái tốc độ dẫn truyền thần kinh, thì ở cái màu xanh đây là những cái người mà điều trị thông thường, còn cái màu đỏ là những người điều trị tích cực. Nhớ lại các bạn là trên này là chưa có biến chứng thần kinh ngoại vi đáy đường, còn đây là đã có rồi. Và chúng ta để biết là biến chứng thần kinh ngoại vi đáy đường nó dẫn đến là cái giảm cảm giác, hoặc là nó do cái nguyên nhân là cái gì, chủ yếu là giảm cái tốc độ dẫn truyền. Thì đây là cái tốc độ dẫn truyền thần kinh, chúng ta thấy theo xu hướng càng tăng lên. Thì ở cả hai hình thì chúng ta sẽ thấy cái gì, là cái tỷ lệ bệnh nhân mà có tốc độ dẫn truyền giảm ở nhánh điều trị tích cực là thấp hơn so với cái nhánh điều trị thường quy. Nhưng ở cái tốc độ dẫn truyền cao ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái gì, là có nhiều bệnh nhân kiểm soát đường huyết tích cực hơn. Và cái điều này nó cũng đúng với lại cái điều trị ở các cái bệnh nhân điều trị phòng ngừa thứ phát ở những người đã có những thần kinh rồi. Và chúng ta thấy rõ ràng là cái kiểm soát đường huyết nó sẽ làm duy trì hoặc làm tăng được cái tốc độ dẫn truyền thần kinh ở các cái dây thần kinh. Cái bước thứ hai là chúng ta sẽ thấy là về điều trị các yếu tố nguy cơ thì tôi xin phép là sẽ không đề cập ở đây. Bây giờ cái thứ ba chúng ta sẽ thấy là cái điều trị đau. Điều trị đau thì chúng ta một lần nữa người ta nhắc lại bốn cái biện pháp chính để điều trị cái biến chứng ngoại vi đáy đường, đó là kiểm soát đường huyết, thứ hai là chúng ta dùng thuốc, thứ ba là chúng ta thay đổi lối sống, và thứ tư là chúng ta điều trị kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch. Thế thì ở các cái nhóm mà điều trị các cái thuốc ở đây chúng ta thấy sẽ có 5 cái nhóm. Đầu tiên là thuốc chống trầm cảm 3 vòng, thứ hai là thuốc ức chế hấp thu renin, thứ ba là các cái thuốc mà gọi là chống co giật, thứ tư là các thuốc opiat, và cuối cùng là cái kem hoặc là cái tấm dán. Thế ở đây chúng ta sẽ thấy trong thuốc chống trầm cảm 3 vòng là có amitriptyline, và trong cái thuốc mà ức chế tái hấp thu serotonin thì có một cái thuốc rất là quan trọng mà FDA chấp thuận, đấy là dulacetide, chúng ta đang không có. Còn đối với các thuốc chống co giật thì chúng ta đang có gabapentin, ví dụ như là chúng ta đang có neurontin, hoặc là pregabalin thì chúng ta đang có lyrica, đúng không ạ? Và chúng ta có các cái thuốc giảm đau opiat, và chúng ta cũng có các cái tấm dán. Thế thì thưa các bạn, là trong các hội nghị về nghiên cứu về điều trị biến chứng thần kinh đáy đường, người ta vẫn nói là thực chất là đây là các cái nhóm thuốc chính. Nếu có một cái phương pháp nào mới thì người ta nói chủ yếu vẫn là bình mới, rượu cũ, tức là người ta có thể xào xáo thêm bớt, thay đổi, phối hợp. Chứ còn các cái biện pháp điều trị thì hầu như là không có gì thay đổi trong những năm gần đây. Thế bây giờ chúng ta đi xem xét là ba cái nhóm thuốc chính. Thì thưa các bạn, cái nhóm thuốc chống trầm cảm ba vòng này, mặc dù là chúng ta thấy là có được sử dụng khá rộng rãi trên lâm sàng và có hiệu quả, nhưng không được, hay nói cái khác là chưa được FDA chấp thuận. FDA chỉ chấp thuận hai cái nhóm thuốc, đó là cái ức chế hấp thu của serotonin norepinephrine, mà một cái thuốc điển hình đấy là dulacetide, và cái nhóm thứ hai là thuốc chống co giật pregabalin hoặc gabapentin. Thế thì bây giờ những cái thuốc này chúng ta thấy đều là các cái thuốc thần kinh cả, cho nên là chúng ta sẽ thấy nó có những cái tác dụng phụ của nó, và chúng ta sẽ phải cân nhắc những trường hợp nào chúng ta nên dùng hoặc là không nên dùng. Thế thì những cái trường hợp mà chúng ta nên dùng đấy là cái gì? Đối với thuốc ức chế hấp thu serotonin, đấy là trường hợp trầm cảm hoặc lo lắng, vì bản thân đây nó là một thuốc chống trầm cảm luôn. Thế đây cũng bản thân đây là thuốc chống trầm cảm ba vòng, nên những trường hợp trầm cảm lo lắng mất ngủ chúng ta cũng sẽ có thể dùng. Thế còn đối với thuốc chống co giật pregabalin, lyrica, neurontin thì người ta gọi là hội chứng chân không nghỉ, hoặc là run, hoặc là mất ngủ. Tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý nhiều hơn đến những cái bệnh mà chúng ta nên tránh. Thì thưa các bạn, đối với cái thuốc chống trầm cảm ba vòng thì có mấy cái tình trạng, đó là bệnh nhân có thể gây ra tụt huyết áp tư thế, nó có thể gây rối loạn nằm trầm trọng, thêm tình trạng rối loạn cương dương, và đặc biệt là nó gây khô miệng và nó gây ra giữ cái nước tiểu lại, mà rất nhiều bệnh nhân có biến chứng thần kinh ngoại vi thì đồng thời là có cầu bàng quang hoặc là có đờ bàng quang giảm cái đi tiểu, cho nên chúng ta cũng sẽ phải lưu ý. Và một cái biến chứng mắt ở bệnh nhân đáy thường rất hay gặp đấy là vô cùng góc đóng, thì chúng ta cũng sẽ phải tránh. Còn đối với các thuốc mà ức chế thu serotonin này, chúng ta cũng phải tránh những hội chứng không chân không nghỉ, hoặc là bệnh nhân có rối loạn hoạt động tình dục, hoặc là có glaucoma. Còn đối với các thuốc mà chống co giật động kinh đấy, thì chúng ta cũng sẽ phải tránh trường hợp là bệnh nhân có thể nghiện thuốc, hoặc là bệnh nhân có phù ở ngoại vi, hoặc là bệnh nhân có bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn. Thì thưa các bạn, cái nhóm thuốc này cho đến nay theo cá nhân tôi thì cái này là một cái nhóm thuốc mà có hiệu quả nhiều nhất. Nhưng mà chúng ta thấy không chỉ cái thuốc này được sử dụng cho các bác sĩ nội tiết, các bác sĩ đái tháo đường, mặc dù nó được chỉ định chính là trong điều trị biến chứng đau thần kinh đái đường, mà các bạn sẽ thấy ở khớp hoặc một số chuyên khoa khác chấn thương cũng được sử dụng rất nhiều. Và nếu các bạn có thể tra ngược trở lại trên tạp chí New England Journal cách đây khoảng độ hơn một năm, thì đã có một bài người ta cảnh báo là trên toàn thế giới các bác sĩ đang có tình trạng lạm dụng các thuốc này cho những cái chỉ định giảm đau hoặc giảm tê bì ở ngoài những cái chỉ định chính, đặc biệt là trong vấn đề giảm đau trong các bệnh lý về viêm khớp hoặc là thoái hóa khớp. Đó là một cái điều cảnh báo mà chúng ta sẽ phải lưu ý. Thế thì lúc ấy tôi có đề cập đến cái chuyện là cái cơ chế
của cái thuốc mà chống co giật nó gây giảm đau liên quan đến vận chuyển của canxi hoặc natri đi vào. Thì đây chúng ta thấy là trong trường hợp bình thường thì những cái trường hợp bệnh nhân biến chứng thần kinh nó sẽ có tăng đáp ứng. Tại sao tăng đáp ứng? Bởi vì cái dòng canxi đi vào thì nó sẽ đến làm giải phóng rất nhiều các cái peptide về thần kinh ra và nó sẽ gây ra các cái triệu chứng. Còn trong trường hợp mà chúng ta sử dụng pregabalin, chúng ta có thể đóng được cái kênh này và như vậy chúng ta sẽ hạn chế, chúng ta không thể làm được hết được và chúng ta chỉ hạn chế được các cái tín hiệu peptide thần kinh nó đi ra, thì nó sẽ làm giảm được các cái triệu chứng, đặc biệt là triệu chứng đau tê bì ở các bệnh nhân đái tháo đường. Tuy nhiên thì người ta thấy là cái điều trị biến chứng thần kinh như tôi có nói ngay từ đầu là một cái biến chứng mà chúng ta hay bị lãng quên, vì nhiều khi chúng ta thực sự cảm giác là bất lực và chúng ta thấy rất ít các bệnh nhân có thể hết đau hoàn toàn. Và trên lâm sàng thì thưa các bạn là chúng ta chỉ giảm đau được khoảng độ 30-50% nếu chúng ta sử dụng cái thang điểm đau này, VAS chẳng hạn, hoặc cái thang điểm từ 0 cho đến 100 này chẳng hạn. Chúng ta thấy giảm được 35% thì đã được coi là có nghĩa lâm sàng, được coi là có kết quả rồi. Và như vậy chúng ta thấy vẫn còn một tỷ lệ từ 50-70% các triệu chứng đau không được cải thiện. Và chính vì vậy đó là cơ sở của việc là chúng ta sẽ phải sử dụng thêm các cái thuốc khác để hỗ trợ thêm, mà một trong thuốc đó đó là metoclopramide. Thì đây là một cái nghiên cứu ở trên 50 bệnh nhân, các bệnh nhân đái tháo đường tuổi trung bình là 52, thời gian đái tháo đường khoảng 5,8 năm. Thì trong cái nghiên cứu này chúng ta sẽ thấy cái gì? Là so sánh cái mức độ đau bằng các cái thang điểm khác nhau. Đây là cái tính thang điểm trước khi điều trị metoclopramide và đây là sau điều trị metoclopramide. Thì sử dụng các cái thang điểm khác nhau, chúng ta đều thấy là việc thêm sử dụng cobalamin vào đều làm giảm, có ý nghĩa thống kê cái mức độ triệu chứng ở trên lâm sàng của biến chứng thần kinh ngoại vi ở đái tháo đường. Và một cái điều đặc biệt như tôi nói là ngay cả chúng ta dùng mà các thuốc chống co giật thì cái việc giảm đau được 30-50% đã là hiệu quả. Và đây là một cái nghiên cứu chúng ta thấy ở trên khoảng độ 300 bệnh nhân, đúng không ạ? Thế ở trên các bệnh nhân đái tháo đường thì người ta sẽ thấy là so sánh giữa hai nhóm là điều trị gabapentin đơn thuần, tức là dùng Neurontin đơn thuần, hoặc nhóm thứ hai là gabapentin phối hợp với lại metoclopramide, thì chúng ta sẽ chú ý là cái kết quả ở đây là cái điểm mà điểm đau đấy lúc bắt đầu ở cái nhóm 1 tức là chỉ dùng gabapentin là 7,6 và sau 3 tháng điều trị chúng ta thấy nó giảm được xuống 4,91. Còn ở cái nhóm mà chúng ta phối hợp thêm metoclopramide vào, điểm đau lúc đầu là khoảng độ 7,59, tức là tương tự ở đây, nhưng mà sau 3 tháng thấy nó giảm nhiều hơn, giảm được xuống 3,7 và nó có ý nghĩa thống kê. Còn nếu chúng ta thấy là cái gì sử dụng gabapentin chưa chắc đã có ý nghĩa thống kê, mặc dù có giảm nhưng chúng ta thấy không có ý nghĩa thống kê. Và đặc biệt người ta so sánh ở 3 cái thời điểm, tức là lúc bắt đầu, sau 1 tháng và sau 3 tháng, thì chúng ta thấy ở nhóm sử dụng gabapentin thì thấy có giảm rõ rệt ở sau 3 tháng, nhưng mà ở nhóm gabapentin mà phối hợp thêm metoclopramide thì chúng ta thấy cái mức độ giảm nó nhiều hơn. Và cái điều đặc biệt là chúng ta sẽ thấy là nếu như sau 1 tháng thì cái việc sử dụng metoclopramide phối hợp thêm vào hay không không có ý nghĩa thống kê, nhưng sau 3 tháng thì chúng ta mới thấy hiệu quả rõ rệt hơn, có ý nghĩa thống kê ở cái việc nhóm mà phối hợp thêm metoclopramide vào. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là cái vai trò của các vitamin nói chung, trong đấy vitamin nhóm B, chúng ta đều biết là vitamin nhóm B thì có 7 cái vitamin, đúng không ạ? Và tác dụng của nó lên như thế nào? Thì chủ yếu người ta thấy vai trò vitamin B1, B6, B12. Chúng ta thấy như đại cơ chế bệnh sinh là tăng đường huyết, có thể dẫn đến stress oxy hóa, gây rối loạn chức năng ti lập thể và tạo ra các sản phẩm đường hóa cao cấp theo con đường polio, dẫn đến rối loạn chức năng nội mạc mạch máu và đến biến chứng thần kinh. Thì người ta thấy là tùy từng cái giai đoạn chúng ta thấy có thể có vai trò vitamin B1, B6 hoặc là vitamin B12. Bây giờ chúng tôi sẽ dành hai cái slide cuối cùng để nói rõ hơn về cái vai trò của vitamin B12. Thì chúng ta sẽ thấy là cái thiếu vitamin B2 như tôi nói rồi khá phổ biến, gặp ở 30% các bệnh nhân đái tháo đường type 2. Và nếu thiếu vitamin B12 nó có thể dẫn đến là bệnh lý của tổn thương của myelin, vì chúng ta sẽ thấy đây là chính là cái bao myelin. Và nếu bây giờ chúng ta đều biết là vitamin B12 nó có cái vai trò trong vấn đề tạo thành các cái vỏ bao myelin, là cái lớp mà nó không chỉ là đóng vai trò bảo vệ cho cái dây thần kinh mà chính là một con đường dẫn truyền, thì chúng ta thấy nó sẽ nhảy qua cái vòng Ranvier đây, nó đi theo các vòng đây. Thứ hai nữa là nó có vai trò trong mà bảo vệ cái thoái hóa của các cái sợi trục, mà cũng có vai trò của vitamin B12. Và các nghiên cứu cho thấy là như chúng ta đều biết là vitamin B12 thì nó có hai cái dạng khác nhau, trong đấy có metoclopramide. Thì người ta thấy là vitamin B12 có thể ảnh hưởng và điều hòa cái bảo vệ
cái thần kinh ở bệnh nhân đái tháo đường thông qua bốn cái cơ chế. Thứ nhất là nó là một cái nguồn nguyên liệu để tạo lipid và protein, mà lipid và protein lại chính là cái nguyên liệu để tạo ra cái vỏ của bao myelin. Thứ hai là vitamin B12 có thể làm giảm nồng độ các acid amin độc cho hệ thần kinh. Và thứ ba là vitamin B12 có thể có tác dụng như một cái hormone của hệ thần kinh trung ương, và nó điều hòa các cytokine và các yếu tố dinh dưỡng của dây thần kinh. Vì vậy tôi nói các bạn là cái triệu chứng đau đó, ngoài cái cơ chế ngoại vi thì nó còn có cái vai trò của cái cơ chế trung ương. Và cái cuối cùng là vitamin B12 có thể đóng vai trò như một cái chất chống oxy hóa quan trọng trong hệ thần kinh trung ương, và nó bảo vệ dây thần kinh khỏi tình trạng viêm mãn tính, khỏi các oxy các cái phản ứng oxy hóa, các gốc nitơ và các cái độc tố ảnh hưởng đến các cái dây thần kinh. Tuy nhiên trước khi kết thúc thì tôi cũng muốn nói với các bạn là các nghiên cứu, đặc biệt các bạn có thể đọc, thì một số các phân tích gộp cho thấy là cái vai trò của vitamin B12 trong điều trị biến chứng ngoại vi đái đường không phải luôn luôn thấy là có hiệu quả. Tuy nhiên thì các tác giả đồng nhất một cái ý kiến là chúng ta sẽ dùng vitamin B12, chúng ta thấy là có cải thiện về triệu chứng, nhưng mà chúng ta đánh giá về cái tốc độ dẫn truyền thần kinh hoặc chúng ta làm điện cơ thì hầu như không thấy có thay đổi, mà nó chỉ có vai trò trên điều trị làm giảm các triệu chứng mà thôi. Thưa các bạn, thì để kết thúc cái bài này thì có 5 cái điều muốn các bạn lưu ý. Thứ nhất là biến chứng thần kinh do đái tháo đường khá là phổ biến, nó gặp có thể từ 10 cho đến 54% các bệnh nhân đái tháo đường. Và biến chứng thần kinh không chỉ ảnh hưởng đến khả năng lao động, chất lượng cuộc sống, và nó còn làm tăng nguy cơ tử vong. Và việc điều trị chẩn đoán và biến chứng thần kinh đái đường có thể rất dễ hoặc khó. Dễ nếu bệnh nhân đến chúng ta thấy là có tê bì, thấy là bàn chân đã có loét, có gai rồi, nhưng có thể rất khó bởi vì 50% là không có triệu chứng. Vấn đề điều trị biến chứng thần kinh do đái đường chúng ta thấy gồm có điều trị triệu chứng, kiểm soát yếu tố nguy cơ, và cái quan trọng nhất mà cả tiên phát cho cả dự phòng tiên phát và thứ phát, đấy là phải kiểm soát đường huyết, kiểm soát yếu tố nguy cơ và điều trị triệu chứng. Và trong cái điều trị triệu chứng thì chúng ta thấy metoclopramide đã được chứng minh làm giảm triệu chứng đau do biến chứng thần kinh khi dùng đơn thuần hoặc là phối hợp với lại các thuốc mà chống co giật, ví dụ như là điển hình là carbapenem.